Bên đây đạt không chú? Có vậy đi. Có tôm tít không chú? Chứ ghẹ không hả? Ghẹ không à. Mấy giờ chú đi rồi? À, 20 giờ là chú đi rồi. Giờ này là 9 giờ kém 20. Mà bữa nay đạt không anh? Bữa nay đang nhiêu đây đạt không? 2 bữa rồi. À. Ủa cái này mấy bữa này mình được nhiêu đây? 2 bữa. 2 bữa. À mình đi hôm qua xong mình rộng lại. Xong bữa nay đi tiếp. À. Đây là ghẹ thiên nhiên nè. Rồi em này lừa. Đây, đi bàn thôi. Bố quê đi đâu có đâu. Đi không có. À. Ủa, bên nào là chắc em gái? Đây chắc à? À bên đây chắc. Còn bên này hai lên. Ốp. À ốp. Mấy con này chắc này nhỏ. À. Mùa này thì tôm tít ít. Con chào chú Tám. Chào. Dạ. Chú Tám nhớ con không? Con chào mày, con chào rất nhiều. Dạ. Con chụp hình chú Tám rất nhiều mà tao quên. Dạ. Ở đâu? À, con là Phương. Phương ở đâu? Dạ, chị em? Mỹ là hay gửi tiền cho bà con sớm mình đó. À, không biết chị Mỹ nữa. Dạ, chị Mỹ đó. Rồi chị Lan. À, chú Tám biết chị Mỹ, chị Lan không? Biết chị Lan mà ta. Mỹ Lan á. Trời, con chú Tám mà không biết. Ủa con chú Tám hả? Chị Mỹ chị Lan nó nhớ sớm. Đi chợ về hả cô? À, trễ hơn chú. Dạ. Trong chợ giờ này còn đông không? Đông. Bây giờ con đường này làm rồi đi bon bon ha. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích cho bà con các bác chị. Thôn này Phương quay cũng 3-4 video rồi. Thì Phương hôm nay Phương cũng quay lại cho bà con khán giả xem ha. Thì cái thôn Ngọc Diêm này đó, hôm Phương quay cái con đường vô thôn đó thì con đường đất thôi. Bây giờ là đường người ta cũng đã đổ bê tông rồi. Rồi em chào anh. À, chào anh Năm. Dạ. Dạ bữa nay lại quay lại cái thôn của mình. Dạ. Dạ anh Năm đi đâu vậy? Dạ thôi em chào anh Năm nha. Mấy chị Việt Kiều và con cô bác chị nói là rất là nhớ lại cái thôn cũ. Lâu lắm rồi không thấy Phương ra quay cho mấy chị xem. Bây giờ Phương sẽ đi vô chợ ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương xem ủng hộ cho Phương ha. Bây giờ cái con đường vô thôn chạy bon bon luôn bà con cô bác chị, đổ bê tông hết rồi. À bữa nay Phương thấy bên đây có một cái sân bóng nè. Chạy vô chợ thì khoảng 150 mét. À, bên đây là Phương thấy ở bên này là người ta là những cả tôm hay gì mà chỗ này có nước này, nước rất là nhiều ha.
đây người ta trồng dừa cũng nhiều, dừa ở đây đó trái rất là ngọt. Sâu vô làng sẽ quay ngay dọc bến đò. Bây giờ Phương sẽ quay trái chợ Ngọc Diêm. Chào chị, đi chợ về hả? Chợ bên đây đông không? Đông, quay gì vậy? Dạ, quay cho bà con sớm giềng xem cái chợ của làng mình đó mà. À, ở đây có một cái quán nè. Rồi chào mấy chị. Ủa mấy bữa em quay này không có quán, bên này có cái quán hả? Ăn sáng nè. Bán bún cá. Bún cá ngon lắm, ăn đỡ lét hết á. Dạ. Đắt lắm hả? Ủa quên, ăn là nhớ đầu luôn á. Ăn là nhớ hoài hoài luôn á hả? Ê đừng có quay nữa. Thôi cho gửi xe đây xuống xíu nha em gái. Anh đi vô chợ á. Gọi nhà chiếc xe cho này. Đi chợ về hả cô? Rồi, chợ về. Bán cái gì mà bán trong hẻm mà sao mà người ta vô ta? Bán một cái quán nhỏ nhỏ trong hẻm này. Hẻm nhỏ thôi. Trong chợ, chợ cũng đông nè. Quẹo lửa, quẹo lửa. Rồi xin chào. Rồi giờ này bán được không? À cũng tạm ha. Ờ chợ rất là đông nè. Rồi xin chào. Bữa gì bữa bị nào à, bị dành cho những người về em về hả? À, về hả? Rồi bên này là, bên này là bán quần áo. Ủa mấy bữa bán ngoài kia mà. À sợ mưa. Rồi dạo này bán được không? Được,
À chậm. Em cũng ở làng này hả? Dạ không, em ở trong kia. Trong nào? Ở Ninh Hà. À Ninh Hà. À à, cái chợ Ninh Hà bữa nay là người ta vô chợ bán chưa? Chưa luôn hả? Cũng chợ xây lâu rồi mà. Dạ, gần vô rồi. Em bán quần áo nè. Lâu lâu em mới bán chứ. Không, em chạy chợ luôn không à? Chạy chợ, à, em bán chợ chạy. Bên này là của em luôn hả? À, ồ mấy cái áo nữ này cũng đẹp quá ha. Cái này nè. Ồ đẹp chưa ha. Cái này là hàng Trung Quốc cho em gái ha. À. Em bán đâu có chợ, cố định cái chợ nào đâu, đúng không? À. À. Ai đã gặp em bán chợ chạy đó. Em tên gì? Dạ em tên Nương. Hả? Nương. Rồi mua ủng hộ em Nương nha. Bán chợ chạy nha, bán quần áo chợ chạy. Thôi chào em, chúc em may mắn nha. Rồi bên này là bán cá, bên này cũng bán gần hết rồi. Rồi chị đây bán cái kiểm cái gì nè, cái ướp. Rồi chào chị. Mấy cái thùng gần gần đây đó thì cái thùng ngọc diêm này là đông nhất đó bà con cô bác chị. Dạ cái thùng này là cái chợ thùng này là đông nhất hả chị ha. Dạ. Dạ. Phú Hữu rồi đâu bằng bên đây đâu ha. Đông hả? Dạ ba thôn. Dạ. 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 Bữa nào Phương quay cái chợ Phú Hữu sớm hơn. Vừa Phương quay cái chợ Phú Hữu. Trời ơi, chào chị Loan. Đây, ồ, chị bán thêm cái đây nữa hả? À. Rồi bán vậy tiền đâu đỡ cho hết chị Loan. Hả? Ồ, bữa nay bán hết. Rồi bán lời bao nhiêu chị Loan? Ở nhà hái rê đây này chưa có. À, chị hái thôi. Rồi chào chị. Dạ. Muốn tới. Dạ. Rồi bán được không? Dạ. Bán ế lắm hả? Dạ. Mình ở thôn nào? Dạ. Ninh Lộc, Ninh Lộc. À Ninh Lộc. Rồi sáng giờ bán được 50 tờ chưa? Dạ. Chưa 50 tờ. Dạ. Dạ. Rồi mình sáng mình lãnh khoảng 500 tờ không? À, 300 mấy. 300 mấy chắc bán được khoảng 150 thôi ha. Dạ. 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 Đây em lành ở Mỹ á. Gửi chị là 10 ký gạo 200 ngàn nha. Dạ. 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 Thôi chị đi bán đi. Thôi em chào chị nha, chị cũng vui. Dạ. Chị biết hoàn cảnh của cái chị với số không? Dạ, thì chị cũng đó bè vé đồ đi đi bé đồ đỡ tiêu xài chứ chẳng nghĩ giờ ở nhà thì vậy. Dạ. Thì bán mấy cái thùng này. Ninh Lộc với em. Dạ, Ninh Lộc. Dạ. Mấy em chào chị Loan nha. Cảnh Thương. Rồi bên đây là bán tôm nè. Bên này là chị bán cá sơn thóc. Ủa lắc lắc đang chi vậy? À. À. Coi như là mình kiểm duyệt qua để bán cho khách cái nào không đạt là dạt ra luôn hết đúng không? À. Dài ra là đó nào vừa riêng mất dẻo. À.
Rồi dạo này bán được không? Hả? Dạo này còn ế. Ế lắm hả? Ế, ế bán ngày cũng 50 trái đó. Cỡ đó, tầm cỡ đó. À. Như lợi ít hơn, tầm ít hơn. À. À. Rồi bữa nay biết đi xe đạp chưa? Biết đi xe chưa? Bữa nay biết đi xe chưa? Em đi xe đạp không ạ? À? À. Không biết đi xe máy. Có chào nha, chào em bán dừa nha. Rồi bên đây là bán cái gì đây? Bánh nậm, bánh bèo. Rồi chào chị. Rồi chào, gặp lại rồi. Gặp hoài thôi. Ủa sáng nay có bán chợ chợ kia không? Chợ sáng bán đi đó xuống à, chạy xuống đây. Rồi sáng giờ bán được không? À, bán cũng hết rồi nè. Thôi chúc mừng nha. Bữa bán chợ Tân Đảo. Đúng rồi, sáng, à, sáng nào cũng bán cái chợ đó trước. Dạ đúng không? Sáng thì nó xuống rồi đưa chúng đây. À. Rồi còn bán chợ chày thôi. Bên đây là bán cá khô. Rồi chào chị, bán cá khô. Ủa cái gì vậy chị? Cái này cái gì đây? À, cái mối. Em quay cho bà con xem cái chợ đó, chợ làng mình rồi đó. Chị, dạ chị ở đây luôn hả? À chị ở khác. Chị Loan, dạo này chú Tám khỏe không? Cũng bình thường em. Dạ, chú Tám có nhà không hay là? Có, ở nhà. Ở nhà hả? Hôm chị ấy hỏi em hoài à, chị nói ủa lâu quá không ra chợ quay. Chị Lan á. Ờ, chị Lan á, nhớ bà con xóm giềng. À, anh quay vậy đúng không? Quay cái gì? Bên đây là chị bán rau. Ờ, bên đây là bán đậu nành. Gần hết rồi hả? Giờ nghiêng son rồi. À, nghiêng son rồi. À. Rồi chào em gái. Đây là em chị Mỹ. À, em chị Mỹ nè. Rồi chào con. Rồi dạo này bán được không? À cũng được ha. Đây là bán chè tắc nè. Bữa nay cũng còn ít đúng không? À nói chào nha. Rồi đi chợ về hả chị? Dạ. Dạ chào cô. Ủa cô bán gì đây? Dạ thuốc tây ha. Rồi bên đây là cô cũng đi chợ về rồi, con ngồi đây nói chuyện. Dạ. Cái gì không học đem vậy? Dạ không, cái này là giấy đó cô. Rồi bên đây là cô bán ổi nè. Bên đây là chị bán bánh tét. Dạ. Cô bán rau rồi bán bánh nữa nè. Bên là cô bán trứng. Bán gì hả cô? Bán khoai lang. Khoai lang, khoai lang nạo á. Khoai lang nạo hay là khoai lang ấy? Dạ. Khoai lang cũ á hả cô? Dạ. Khoai lang bé ha, khoai lang à dạ.
Dạ. Dạ, ngồi rồi đó mà. Bên đây là bán nước mắm, bán dầu ăn. Đặc biệt nuôi cho mình, cho con cháu mình thay đổi thoải mái. Rồi nữ 10.000 cá, 10.000 cá nó chị. Hàng theo tâm thái, cơ giảm bốn chiều. Các chị em mình không mua ngồi đứng trên cái nước dạy cho con. Con đặc biệt nuôi cho mình, cho con. Bây giờ Phương ra lại, Phương lấy xe, Phương chạy vô trong trong làng. Cái chỗ người ta thu mua ghẹ cấp tiết rồi, bà con có bán chị. Bây giờ bà con khán giả tiếp tục theo trong Phương ha. Anh nào đẹp trai? Rồi bữa nay đi biển có không anh? Bữa nay đi biển có không? Bữa nay đi biển có không? Bữa nay đi biển có không? Dạ. Có tâm tiết đồ nhiều không anh? Tâm tiết đồ nhiều không? Sao? Tâm tiết đồ nhiều không? Tôn gì? Tâm tiết đồ hả? Tâm tiết thì gì? Tâm tiết đồ hả? Sâu không nghe đó. Tâm tiết đồ hả? Ghẹ cua đồ nhiều không? Mùa này không có nè. Dạ. Mùa này không có. Hả? Ủa em chị Mỹ hả? Ủa em ruột chị Mỹ hả? À đây là em bà con với chị Mỹ. Chị Mỹ á, chị Điển á. Đúng không? Không? Ờ. Anh tên gì? Hả? Anh tên gì? Ủa, tên chị Mỹ là nhỏ tuổi. Cho chị Mỹ nhớ. À, chị Mỹ biết em mà. À, Mỹ biết. Dạ. Em Mỹ mà. Vậy kêu chị Mỹ bằng gì? Chị. À, bằng chị. Là bà con như thế nào anh? Mỹ mạnh mà. À, dạ. Dạ. À, cảm ơn em. Thôi, chào anh nha. Phương đi vô chợ rồi thì Phương cũng nhờ cái em này nè. Em này nói cái hoàn cảnh của cái cô này. Em ạ, à, em gái ơi, cái hoàn cảnh của cô này như thế nào em? Dạ, cô ở một mình. Ừ. Cô hàng ngày cô buôn bán khoai lang luộc rồi sáng chiều rồi. À. Cũng bán được nhiêu ấy. À. Dạ. 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 Thì bán ở đây bao nhiêu ký cô? 10 ký thì mua bán ngày. Dạ. À, 5 sáng dạ. Giờ, dạ. Mà dạ. Ký, dạ. Dạ. 20 ngàn. Dạ. Rồi ở một mình là con cá ai con của cô? Dạ. Rồi em làm cái gì cô? Dạ dạ. Dạ. Bây giờ Phương sẽ lấy tiền của em Lành ở Mỹ để gửi cô 10 ký gạo. Sau này thì Phương đem 3 cái phong bì. Cô ơi, cô ơi, cái này là em Lành ở Mỹ gửi cô là 10 ký gạo 200 ngàn nha. Cô nói gì không cô? Cô không có gì hơn, cô dạ. Một chút cảm ơn cháu đồ cho cô đồ cũng cảm ơn cái lòng. Dạ. 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 Thì con cũng nhờ cái em này. Em gái ơi, còn cái chú này. Ở ngoài Ninh Hòa nhưng mà sáng sớm chú 4 giờ sáng là chú phải chạy vô đây chú bán giấy số ở đây. À. Dạ chú khổ. Chú ở Ninh nào chú? À, Ninh Hiệp đó. À Ninh Hiệp. Dạ. Phường Ninh Hiệp bây giờ. Dạ. Đã Phương gửi cho chú tiền của em Lành. Đây là tiền cháu Lành á, bên Mỹ á. Gửi chú là 200 ngàn mua gạo nha chú. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thôi chú đi bán đời kịp chú. Rồi anh cảm ơn em gái nha. Rồi con đi nha cô. Rồi bây giờ Phương, nãy giờ Phương nói Phương sẽ chạy vô làng. Nãy giờ quần ở đây, bây giờ Phương bắt đầu Phương chạy vô làng. Bà con có bán chị. Có một hoàn cảnh nữa, Phương hỏi em gái này. Em ơi, cái hoàn cảnh của cái chị này như thế nào? Dạ, chị không chồng không con. À. Ở chung với chị là chị ruột á. À. Mẹ đi bệnh, chị mới bỏ bú về á. À. Trong kia là
về thực hiện một bữa chị á. À dạ. Hồi đó chị khỏe khỏe thì chị làm gì? Chị bệnh mẹ chị dạ không cho bệnh béo á. À dạng vậy á. À không có như người ta á. À bây giờ Phương lấy tiền của em lành, Phương gửi cho chị này là 200 ngàn. Chị ở thôn Ngọc Diêm này luôn hả? Đây em lành á, gửi cho chị là 200 ngàn để mua gạo nha. Dạ. À, chị cũng ra xúc động. Chị có muốn nói gì nữa không? Chị cũng ông mấy cậu. Dạ. Mừng. Dạ. 200 ngàn. Cậu cũng dạ. Dạ. Thôi em chào chị nha. Chị cũng cảm xúc đó bà con cô bác chị. Bây giờ Phương sẽ đi bộ vô làng. Bên này là trường tiểu học. Bên này là bảng lưới nè. Chỗ này người ta đang lưới. Lưới bán cho mấy người bắt ghẹ, bắt tôm. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương xem ủng hộ cho Phương ha. Dạ chào chú. Bán được không? Dạ, đây rồi. Hồi sáng giờ bán được bao nhiêu rồi? Đâu mới vô nè, vô bán nhà trường mới nhà mới vô chưa. Dạ. Thì bán mỗi lần ngày bán thì kiếm được 200 ngàn không chú? Có chứ. Dạ. Bữa có vô trừng. Dạ, cũng vô trừng hả? Ừ. Nhà chú ở đâu lận? Ở quận Ninh Hòa. À, Ninh Hòa chạy vô đây. Dạ. Ô đi cái xe này rồi cảnh sát đâu có thổi không? Thổi gì ba cái đèn nó thổi chi nó thổi chi. Dạ. Thôi con chào chú nha. Quán chợ mình chưa em? Rồi xong rồi chào em gái. Anh này là đình Ngọc Diêm, cái lối này là qua thôn Tân Thành đó mà con quá chị. Phương đi vô cái chỗ mà người ta thu mua tôm tít ghẹ rồi đó, thì khoảng 200 mét nữa. Ở bên này cũng có căn nhà rất là đẹp ha. Giờ này là 8 giờ 15 rồi. Bên này là một cái quán cà phê trong xóm. Đi chợ gì hả bà? Sao mua ít vậy? Sao mua ít gì bà? Không biết đi xe. Dạ không, mua ít vậy, đi chợ mua ít vậy, cái hai bịch gì vậy? Hết tiền. Hết tiền. Nhà cũng gần đây luôn hả bà? Dạ.
Dạ. Gần nhà chị Trương làm bún không? Không, chưa có dưới biển của cô ở trên này. Dạ, cô ở trên này. Rồi chỗ này là bán bánh canh giờ hết rồi. Rồi chào chị, bán bánh canh. Giờ hết. Giờ hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi. Sao? Quay lên TV hả? Dạ. Dạ lên thế giới luôn chứ. Bánh canh ở đây bình dân thôi. Một tô đặc biệt là bao nhiêu tiền chị? 15. 15 ngàn. Có đặc biệt á? Vâng. 15 ngàn à. Ở đây bình dân ăn dễ ăn không? Dạ. Rẻ nữa. Bắt đầu là có ai ăn. Dạ. Bánh rẻ. Dạ. Bánh rẻ người ta bán. Ở vùng quê bán mà. Nhiều dạ. Tại vì nhiều người bán. Dạ. Mình bán kiểu người dân ở như cho nó mau. Dạ. Có quay gì vậy chú? Dạ. Quay hàng sớm viền rồi đó, ra sớm. Quay bẻ cho mấy đứa bé. Mới quay trà đã cùng quay luôn à. Rồi về đây nè, bé quay bệnh tim nè. Thế chào chị. Dạ, chào anh luôn. Dạ. Trong đây đường đất, đường đất là cái này đi vô sâu không chị? Không, chưa. Dạ. À, đây đó hả? Dạ. Bên này là bán bánh kẹo. Sao? Có cho chị không thấy gì chứ. Thấy hai chị nói rồi có cho chị không để ý. Dạ. À, kể lên rồi cho bà con xóm giềng rồi chứ. Thấy đúng không? Đây, bé Phú về. Rồi, con chào bà. Dạ, lên rồi cho bà con đi xe nhớ đến bà. Ủa, chị ở đây là chị thợ may hả? À, may đồ, dạo này may được không chị? Bệnh lên, bệnh xuống. À, bệnh hả? À. May mẹ ngọn biết à, không có làm. À. Chỉ chờ mai quay phim đồ cho thôi, chứ không có làm. Quái nói gì đi? Nói gì đâu à. Dạ. Ý là bé đơn chiếc mình. Vậy đó hả? À. Là đây là mẹ. Đây là cháu. À, là cháu. Cháu rồi xuống cho. Dạ. Bé về nhà ở trên kia. À, trên kia. Dạ. Để có mình đọc thân không con không cái. Là dạ. Bây giờ mấy rồi xong rồi lấy coi đâu anh. Dạ, chiều hay mai coi. Dạ. Thôi con chào bà. Thân chào bà nha. Ở đây là có đi du lịch nè. Rồi, đi du lịch. Rồi, đi du lịch nè. Thôi em đi nha. Tịch quay đảo hả? À, đi du lịch về. Bên này là bán chè chanh tươi rồi kem lăng. Rồi chào cô bán bánh xèo. Dạ giờ cũng gần hết rồi cô. Gần hết rồi hả? Gần hết rồi. Thôi con chào cô nha. Rồi giờ này bán bánh căn nè, được không chị? Bé cũng được à. À, chị này là bà con với chị Mỹ nè. Chị Lan rồi đúng không? Nè. Chị Mỹ con chú Tám đó. Chú đây bằng cô vậy. Dạ. Giờ này cũng chưa hết hả chị ha? Thôi em chào chị nha. Ừ. Quay đây. Giờ dưới biển này, chỗ dưới biển nè. Có ghẹ đồ vô không? Có. À. Ai. Trường này là bán nước mía. Mỹ á. Rồi con chào cô. Mấy chị Mỹ á. Dạ. Dạ, thôi con chào cô. Dạ con chào bà. Bà sống đây chị này nói sống bà sống con mình hả bà? Đúng chị. Sống con nhưng mà cả chồng cũng con cũng bị tai biến. Dạ. Ở xe. Dạ. Con cũng bệnh luôn. Rồi hàng ngày rồi tiền bạc rồi nấu ăn đồ ai nấu ăn cho bà? Cháu
cháu. Dạ. Cháu kêu kêu bằng cố. Dạ. Cháu mà cháu kêu bằng cố. Dạ. Bạn có mấy người con? Có một à. Dạ, một mà cũng bệnh luôn. À. Dạ. Có chồng mà con bệnh rồi chứ. Dạ. 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 Bà tên gì bà? Phùng Thiên Ngân. Dạ. À, ở thôn Ngọc Diêm. Dạ. Cái này là của chị Trang bên Mỹ á. Gửi cô là 200 ngàn mua gạo. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn. Bà cũng mới đi viện về. Mới viện về. Dạ. Thôi con chào bà nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ngay chỗ này vắng, chỗ này là bán nem nè, chưa mới bán. Đi khoảng 100 mét nữa là tới cái bến đò. Ở đây người ta bán hải sản cũng nhiều lắm. Dạ. Quay đi, quay cho nhìn thử. Dạ, chào bà, giờ này bà còn bán bánh canh không? Bà bảo bánh mồi bánh ướt mà ỉa quá còn dạ. Hả? Giờ còn hả? Còn. Còn bánh nè. Dạ. Ở trên sầu bài được ngang nữa. Dạ. Mấy cháu nhỏ làm sao rồi? Cháu nhỏ nó đi học hết rồi. Dạ. Rồi có ai giúp đỡ gia đình bà không? Đỡ của ai đó giúp đỡ. Dạ. Cái nhà này là ngày trước là nhà của bà. Dạ, bây giờ bán rồi. Bán rồi. Bán rồi giờ người ta ở cho ở nhờ đúng không bà? Ờ, dạ. Dạ. Mấy bữa là bà bán bánh canh. Bán bún. Bán bún. Đây đâu qua làm nợ nè. Dạ. Bà nuôi mấy đứa cháu? Hai đứa. Rồi hai đứa đi học hết à? Có đứa nào nghỉ không bà? Đi học từ lớp 1 tới lớp 5. Dạ. Rồi mấy hồi có nhà hảo tâm đó cho gửi cho bà đó. Bây giờ còn không? Lâu lắm rồi. Hết rồi ha. Con cũng gửi bà mấy lần rồi, nhưng mà lần đây thì lâu lắm rồi con mới ra lại thăm lại bà. Thì cũng có duyên gặp lại bà đó. Bây giờ Phương sẽ lấy tiền của chị Mai. Chị Mai bên Canada. Cái cô này cũng khó khăn lắm. Cô nuôi hai đứa cháu mà cô bán bún mà có lúc thì cô bán ớ thì đi bán dạo. Bữa nào cũng dạ. Dạ, bữa nào cô cũng đi bán dạo hết. À. Rồi bữa nay có đi bán dạo không cô? Chiều con đi chơi giấc chờ chưa đi. Dạ. Chiều. Dạ. Giấc chờ cô ngồi đây có dạ. Bạn con ở chiều cô đi. Dạ. À. Rồi về đây có người ta có khi nào nói là lấy lại không bà? Chưa nói. Dạ. À, vì mình bảo là mình hèn ta là chừng nào mình chốt đó thì dạ. Có lấy lại. Dạ. Bà nhắc lại bà tên gì bà? Bà Kim Chăm. Dạ. Đây là chị Mai ở Canada gửi cho bà là 200 ngàn để mua gạo nha bà. Vâng, cậu, dạ. Cậu. Cái này là không phải tiền của con đâu bà. Dạ, cái, dạ. Cậu đưa cái này là tiền của chị Mai bên Canada đó, gửi cho con đi đường đó. Là gặp có những hoàn cảnh nào đó thì gửi đó bà. À. Dạ. À, cái, dạ, dạ, được rồi bà. Thôi con chào bà nha. Dạ, cảm ơn. Còn này là khoảng 70 ngàn. Còn đây giờ dạ. Nắng sợ chục ngàn. Dạ. Xong đi dạo đi. Rồi đi dạo chưa? Dạ. Giờ bán không hết là đi dạo. Hải sản cũng đi dạo, cá cũng đi dạo, bánh cũng đi dạo. Cũng dạo.
Dạ, dạ con chào cô. Cái hẻm này đi sâu không cô? Sâu ra cả xóm luôn. Cả xóm luôn. Dạ. Đi quần trong xóm ở đây là quê là đi quần cả trong xóm luôn. Dạ. Bên đây là nước không hả cô? Không, không nước. Dạ. Bên đây có nước không bà? Không. Dạ. Thôi đỡ Phương đi ngoài cái này, người ta vô bán hải sản nè. Rồi, chào bà chủ quán. Ủa, chủ quán đi đâu rồi? À, đi vắng rồi. Giờ này ghi vô chưa chú? Dạ. Bên đây là nhà em bán bún, nhà em Chương. Rồi, chào em gái. Lâu lắm rồi. À, lâu rồi. Thì cũng ra quay lại rồi, mấy chị cũng nhớ qua sớm rồi đó. Nó lâu quá Phương không có ra Ngọc Diêm. Rồi bữa nay bán được không? Cũng được. À cũng được ha. Đây là Chương. Đủ ngày 20 tỷ à. Chó đi nè, ai ăn uống ở đâu rồi. Rồi bán xong rồi ra vườn dừa. Hôm có mấy khán giả nói là hôm nào về đó dẫn ra đây mua hải sản. Vô vườn dừa của em đó, nhờ em nấu giùm. Thuận sắc luôn. À. Vậy em máu vừa đòi mà bỗng một lên trên vườn dừa là phải 40 người. À. Là ăn uống cho hết kề thoải mái luôn. Gì đó. Nói em mấy bè cô với bè mé đó, đi đâu thì xẻ kèo chứ còn đi lên vườn dừa là không có xẻ kèo. À, cho nó mát nữa. Ừ, lên đó là... Này, rộng nữa. Liên tiếp ba mấy tụi nó mới về bữa hôm nay đi cho mấy. À. Tay về đặt đồ lên vườn dừa. Vườn dừa không à? Mấy chị Việt Kiều hôm mấy chị Việt Kiều chị cũng nói. Chị nói hôm nào ra Ngọc Diêm đó mua ghẹ, mua tôm tít rồi nè. Rồi ra vườn dừa của em. Dạ. Thôi em làm nha, chào em Chương nha. Dạ, dạ, dạ. À. Bên đây biển có không anh? Bên đây biển có không? Biển dạ. Ủa anh đi biển hả? À anh không đi biển. Dạ chào cô. Dạ con chào chú. Dạ. Giờ bắt đầu vô cước hả chú? Chú cái này là chú mình đang công cho người ta hả chú? Dạ. Vậy công mình tính sao chú? Dạ. Dạ, một tấm là nhiêu tiền chú? Thôi con chào chú nha. Bây giờ là xuồng bán hải sản, đánh bắt hải sản giờ vô bán nè. Rồi chào em gái. Rồi chỗ này là thu mua nè, vừa thu mua hải sản nè, thiên nhiên nè. Ghẹ. Mùa này tôm tít có không em? À tôm tít, đây sò nè. Toàn bộ ở đây là toàn bộ là thiên nhiên hết. Rồi mua ở đây mình ra bè nữa nè, ra bè mình nhờ người ta nấu lên ra bè. Mua ở đây ra bè có xuồng đó, chở ra. Hình như là mà một người đi ra bè là 100 ngàn, mình mua hải sản ở đây nè. Ra bè người ta luộc cho mình là một người là 100 ngàn. Hải sản là mình tự chọn. Rồi bên đây. Về vô nữa nè. 42. 42 đây 45 ngàn tính 60 cốc. 42 48. Rồi bữa nay đạt không anh? Bữa nay nhiêu đây đạt không? 2 bữa luôn. À. Ủa cái này mấy bữa này mình được nhiêu đây?
À, mình đi hôm qua xong mình rộng lại, xong bữa nay đi tiếp. Đây là ghẹ thiên nhiên nè. Rồi em này lửa. Đây, đi bàn thôi. Bố quê đi đâu có đâu. Đi không có. Ủa, bên nào là chắc em gái? Đây chắc hả? À bên đây chắc. Còn bên này hai lên. Ốp. À ốp. Mấy con này chắc này nó nhỏ. À. Mùa này thì tôm tít ít. Còn bên đây cái thau bên đây là gì em gái? Cũng ghẹ luôn hả? À tôm tít nè. Ô tôm tít bên đây lớn dữ vậy. Này nè. Sau lưng em nè, có mấy con hả? Tháng mấy là tâm tiết nhiều em gái? Tháng tâm tiết nhiều là gió vậy. À thường thường là tháng mấy? Tháng 10. Tháng 10. Ô, nó nhảy. Thôi chào em gái nha. Rồi Phương Trang rồi, đây có một cái anh xuồng mới vô nè. Bữa nay có không chú? Giờ này vô hết rồi chú. Giờ này là mấy cái xuồng đánh bắt ghẹ vô hết rồi. Bữa nay có không em trời? Có không? Ồ, trúng mánh rồi. 3-4 triệu luôn. Video này Phương quay cũng dài bà con cô bán chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.